Quang điện tử Tổ Mo Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương xin chào các bác và anh em nhé. Trở lại video clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu test combo của hát có tổng mức giá trên 30 triệu đồng. Vâng, trên 30 triệu đồng, trong đó có một cặp loa sạc pin Vega. Đây là một cặp loa bãi được sản xuất tại Mỹ. Một dòng loa hai đường tiếng, loa sử dụng một bát 40, một kèn và một xi. Cặp loa này có model là V15B. Với một cặp loa sạc pin Vega này, một tép kèn các bác này, một mít tép kèn là một xì này, một bát 40 này. Bát này được sử dụng từ 17 côn 76 các anh em nhé. Thùng gỗ vỏ lì màu lông chuột, bát tép xì và phân tần còn zin hết các bác anh em nhé. Giá 17 triệu đồng cho một cặp loa sạc pin Vega V15B. Đây là một chiếc cục đẩy công suất 4 kênh các bác anh em này. Đẩy 4 kênh anh em nhé. Đây là chiếc đẩy bãi, dòng đẩy size 3U. Chiếc đẩy này có trọng lượng cân nặng khoảng tầm trên 40kg. Nó khoảng 40kg các bác anh em nhé. Chiếc đẩy này thì các bác anh em có thể ghép với hai cặp full đơn bát 40 từ 2 côn 100 này. Đấy. Các bác có thể chơi súp bằng kênh C và kênh D. Đấy. Có cắt cốt các bác anh em nhé. Giá của chiếc đẩy này là 8 triệu đồng này. Đẩy còn rất là mới. Một chiếc vang cơ cao cấp của Eastentech 999G Pro này, một dòng vang có dì vợt các bác anh em nhé. Đây cặp mic trên 4 triệu này. Và tổng combo của hát này có mức giá là trên 30 triệu đồng. Trong đó có một cặp loa bãi Mỹ sạc pin Vega V15B sử dụng bát 40 kèn và một xi, giá 17 triệu đồng. Đấy, combo bộ này thì các bác có thể chơi không gian phòng khoảng 50 vuông, 5-60 vuông trở xuống nhé. Nghe nhạc hát karaoke với một dòng loa Mỹ sạc pin thì nó rất là chất, tiếng nó rất là bay. Lát nữa em sẽ test karaoke các bác cùng trải nghiệm với chất âm của một dòng loa sạc pin Vega, tiếng rất là bay. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác và anh em liên hệ cho bên em số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Tình anh như núi cao
trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đầu như anh. Sao đêm hay là trăng sáng dọi đường đêm, anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước đừng nghe ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, em chớ giấu hay ngại ngủ thẹn thùng chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi. Em đừng ôm ấp hay say bằng lòng cùng anh. Buông tay đã không giờ, giờ trả lại nhau.
nhau thế thôi.